các hàng đệ tử, có năm thầy tín giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tin rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mê cầu được trí. Đi vậy chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để dẫn buổi học pháp ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Thầy nhé, Nam mô Thầm Bà nhé, Nam mô Sơn Thầy. Dạ, kính lễ chư Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Alo, 1, 2, 3. Alo. Rồi, ok. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ tam bảo tôn tăng. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami sappadivanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi samma sambuddhamattang sassadhammayanuttamang Apiwa Diyapasisang, Apitamatpasang Đăng. Con đang hết lòng thành kính, đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Bà, Nam mô Sư. Rồi, kính thưa quý vị. Chương trình này cũng bắt đầu với bài đọc Pali mới ha. Cho Nguyễn chuẩn bị bài mới cho đọc chứ. Có mời rồi ha, rồi xin mời quý vị cùng nhau quan hỷ lên đọc bài học mới, rồi sau đó vài câu đố vui ôn tập để chúng ta đi vào bài học. Rồi xin mời MC. Yeah. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Thầm Mà, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của người ta không? Dạ, thầy ơi, cái nick của thầy sao che án màn hình của con nhiều quá ạ? À? Dạ, con thấy được có chút xíu à thầy. À, dạ, con xin thầy chỉnh lại coi thầy. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của mấy ta không? Cái nít sao cứng ngắc rồi đây không biết. Đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Sao giờ cứ ngắt ra? Để con... Cô ơi, nghe được mà cô, nghe được mà. Thôi để con xin được đọc bài trước để cô Metta đọc sau ạ. Dạ. À, cảm ơn Sittina cho biết tín hiệu. Đã, con xin phép được đọc bài trước ạ. Đã. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào thầy kinh,
Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn Nhung Phạm cho biết âm thanh tốt. Cảm ơn Sít Châu Nguyễn cho bài. Dạ, con xin phép được đọc trước ạ. Bồ Thi Bát Khi Dạ Sằng Gã Hồ, những yếu tố của sự giác ngộ, đoạn 1. Bồ Thi Bát Khi Dạ Sằng Gã Hề Chất Tà Rồ Sa Ti Bát Thà Nà Cà Dạ Lúc Bát Sa Nà Sa Ti Bát Thà Năng Huệ Đa Na Lúc Bát Sa Nà Sa Ti Bát Thà Năng Chít Tà Lúc Bát Sa Nà Sa Ti Bát Thà Năng Thầm Mà Lúc Bát Sa Nà Sa Ti Bát Thà Năng. Trong phần tất yếu của những yếu tố đưa đến sự giác ngộ có bốn. Có bốn niệm xứ là: một, thân quán niệm xứ; hai, thọ quán niệm xứ; ba, tâm quán niệm xứ; bốn, pháp quán niệm xứ. Chát tà rô sầm ma sầm mắt bát thà na úp bàn na úp bàn na năng bà bác cả cà măng bà hà na hòa gia mô an úp bàn na năng bà bác cà măng anup bà đa gia hòa gia mô anup bà na năng cú sa la năng úp bà đa gia hòa gia mô úp bà na năng sa la năng ví dụ bà hòa gia hòa gia mô có bốn cố gắng cao thượng. Tất tứ chánh cần là: một, cố gắng lánh xa các ác pháp đã phát sanh; hai, cố gắng ngăn ngừa các ác pháp chưa phát sanh; ba, cố gắng trau dồi làm phát triển các thiện pháp chưa phát sanh; bốn, cố gắng làm tăng trưởng các thiện pháp đã sanh. Ba, chất tà rô ít thíp bà đà chán đít thíp bà đồ quý ri di thíp bà đồ chít tí thíp bà đồ quy mằng xít thíp bà đồ. Bốn phương cách để thành tựu tất tứ thần tốc: một, dục thần tốc; hai, tấn thần tốc; ba, tư duy thần tốc; bốn, trạch quán thần tốc. Bốn, bành chín ri già ni sát thình ri dằng quy quy ri dìn ri dằng san tình ri dằng sa ma thìn ri dằng bành nìn ri dằng. Năm khả năng hay ngũ căn là: một, tín căn; hai, tấn căn; ba, niệm căn; bốn, định căn; năm, tuệ căn. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con xin phép mời một vị kế tiếp. Cảm ơn Sít Châu Nguyễn. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, sư Phước Sang, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 2. Pan chát bát la ni sát tha bát lăng quy ri ya bát lăng sát ti bát lăng sát ma thi bát lăng ban nhà bát lăng. Năm năng lực này hay ngũ lực: một, tính lực; hai, tấn lực; ba, niệm lực; bốn, định lực; năm, tuệ lực. Sát tấp bốc chăng ca sát tí sầm bốc chăng gô thầm mắc quý rí giá sầm bốc chăng gô. Quý rí giá sầm bốc chăng gô bì tí sầm bốc chăng gô phát sát tí sầm bốc chăng gô sát ma thi sam bốt chăng go upekha sam bốt chăng go. Và yếu tố của sự giác ngộ tức thất giác chi là: một, niệm giác chi; hai, trạch pháp giác chi; ba, tinh tấn giác chi; bốn, phỉ giác chi; năm, khinh an giác chi; sáu, định giác chi;
bảy xã giác chi. Attha-ma-gan-ga-ni-sam-ma-sam-ma-ti-ti-sam-ma-sang-kap-po-sam-ma-wa-cha-sam-ma-kam-man-to-sam-ma-chi-wo-sam-ma-wa-ya-mo-sam-ma-sati-sam-ma-sap-ma-thi. Tám chi đạo tức bát chánh đạo là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu tinh tấn, bảy chánh niệm. Sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định. Ettappanacchataro satipatta niti samma sati eka vappavuccati tattha chattaro sammapatthana tis cha samma vayamo. Nơi đây tứ niệm xứ có nghĩa là chánh niệm, chánh tinh tấn có nghĩa là tứ chánh cần. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, thư nữ và đạo tràng. Dạ, kính mời Phạm Sài Gòn Ma, Sài Gòn Marun. Dạ, dạ thưa, hiện tại là sáng giờ chị vấn đề đó, thành ra có nhiều người không có vào được. Chị Châu ơi, có giúp được không chị Châu? Dạ. Cô Nhung cũng vào không được luôn, nhà thầy cũng vô không vô luôn, cô Meta cũng không vô nữa, sáng giờ bị vấn đề lắm thưa chị. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thảm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính lãnh lễ sư Phước Sang. Dạ con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ cảm ơn Sít Tina. Dạ cảm ơn Sít Nhung Phạm. Dạ Sít Tina ơi, thì thấy cái nick của thầy hiện online thôi chứ không có thấy thầy vào được. Chắc bữa nay cái mạng nó bị vấn đề. Con vừa cô Nhung cũng mới nhắn ở trong lớp nói là cô không có vào được, cô vào hoài mà không có được thì không biết bữa nay như thế nào. À dạ đúng rồi, hồi nãy dạ sợ cô Như Pháp. Dạ không phải Sếp Nhung Phạm ơi, sư tại vì sư là chủ rum nhưng mà cô Như Pháp, cô tu nữ Như Pháp là cô có cái gọi là cái quyền quyền trưởng hay cái gì đó, tức là cô cũng không không nhất thiết phải là chủ rum. Cô mở mà mình vào được là nó đã ok rồi. Hồi sáng hồi nãy cháu cũng không có vào được. Dạ, lại thấy thanh nít của thầy bị ao nữa rồi. Dạ thưa cô Meta ơi, con thấy cô Meta đã vào được room rồi á. Bây giờ con cũng không biết làm sao, con mời cô Nhung với lại thầy vào cái room mình như tìm không có ra. Dạ con không biết ai có thể là gửi cái tin nhắn mời thầy vào room không ạ. Dạ xin đạo tràng chờ con chút xíu nha, để con tìm cái cách để con mời thầy. Dạ cô Meta, cô nghe được âm thanh của con phải không ạ? À? Dạ con nhấn mic cho cô, con sẽ post bài để cô đọc ạ. À. Dạ con kính mời cô. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ nãy giờ chạy ra chạy vô cả 4-5 lần rồi, dạ bây giờ mới được, dạ mừng quá. Dạ trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng, dạ con kính chào thầy. Dạ con mừng quá, con vô được rồi, con mừng quá. Dạ con xin đọc bài hôm nay ạ. Đoạn 3. Chanh đồ chích tăng ủ bích kha cha sát tha bát sát thí bi tí vô sam ma đích thi
cha sằng cấp bồ hòa già mồ quý rập tích ta dằng sầm mà sa tí sầm mà thì tí chút đá xề tề sa phà quá tô sát tá tình sắp ba phê đề na tha sằng ra hồ yếu 37 yếu tố theo bản chất thiên nhiên được chia làm 14 là dục tâm xả tính khinh an phỉ chánh kiến tư duy tấn ba tiết chế chánh niệm và định. Dạ còn nữa hay không vậy cho em? Dạ. Sang cấp bát bát sát thí cha bì tu bách khà chành đồ cha chích tăng quý rác tích ta dành cha ná quê ca thà nà quý ri dằn ná quá ác tha sát tí xăm mà thí cha tu bành cha bành nhà sát thà đu thà nút ta ma sát ta tình sát thầm mà nằng ê sô bá quá rô quý phà gô sự phân loại của 37 yếu tố tối thượng được trình bày như sau: tư duy khinh an phỉ xả tâm ba tiết chế phát sanh một lần, tinh tấn phát sanh 9 lần, niệm 8 lần, định 4 lần, tuệ 5 lần, tính 2 lần. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Con kính cảm ơn Thầy. Cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, Meta xin mời khác đọc tiếp tục ạ. Dạ cô Meta ơi, con xin sám hối. Dạ thưa cô, còn một đoạn nữa, tại vì nãy giờ con tìm cách để con mời thầy vào room á, thưa cô. Ở cô cầm mic cô đọc lại đoạn cuối giùm con nha. Sa thú con kính nhớ mic cho cô ạ. Dạ con chào cô Nhung mà. Dạ mừng quá, cuối cùng mọi người cũng vô được room à. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con kính lễ sư Phước Sang, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Bồ Đi Bắc Khi Gia Sằng Ga Hồ, những của sự giác ngộ. Đoạn 1. Bồ Đi Bắc Khi Gia Sằng Ga Hề Chát Tà Rồ Sát Ti Bát Thà Nà Cà Già Nú Ba Sa Nà
sati bát thà nàng quề đa nà nu ba sa nà sati bát thà nàng chích tà nu ba sa nà sati bát thà nàng đầm mà nu ba sa nà sati bát thà nàng. Trong phần toát yếu của những yếu tố đưa đến sự giác ngộ có bốn niệm xứ là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Hai, chattaro sammappatthana uppannanang bapakkanang pahana yawayamo anuppannanang bapakkanang anuppadayawayamo anuppannanang kusalanang uppadayawayamo uppannanang kusala nang bodhi yo phiu yo pha hòa gia hòa già mồ. Bốn cố gắng cao thượng tức tứ chánh cần là một cố gắng lánh xa các pháp ác đã phát sanh, hai cố gắng ngăn ngừa các ác pháp chưa phát sanh, ba cố gắng trau dồi làm phát triển các thiện pháp chưa phát sanh, bốn cố gắng làm tăng trưởng các thiện pháp đã phát sanh. 3. Chattaro ittibada chandittibaro virijittibado chittittibado vimansittibado. 4 phương cách để thành tựu tức tứ thần túc là 1. Dục thần túc, 2. Tấn thần túc, 3. Tư duy thần túc, 4. Trạch quán thần túc. 4. Bành chìn ri già ni sát thìn ri dằng quy ri dìn ri dằng sa thìn ri dằng sa ma thìn ri dằng bành nhìn ri dằng. 5 khả năng hay ngũ căn là 1. Tín căn, 2. Tấn căn, 3. Niệm căn, 4. Định căn và 5. Tuệ căn. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con kính tri ân thầy. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, con kính chào thầy. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc tiếp. Đoạn 2. Bình chá ba la ni sát thà ba lăng quý rí dí. Quý rí giá ba lăng, xá tí ba lăng, sầm mà thí ba lăng. Bình nhà ba lần, năm năng lực hay ngũ lực là 1. Tính lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Tuệ lực. Sát ta bốt chăng gà, sát ti sầm bốt chăng gồ, thầm má quý chá giá sầm bốt chăng gồ, quý ri giá sầm bốt chăng gồ, bì tí sầm bốt chăng gồ, bát sát thí sầm bốt chăng gồ, sa mà thí sầm bốt chăng gồ, u bách khà sầm bốt chăng gồ. 7 yếu tố của sự giác ngộ tức thất giác chi là 1. Niệm giác chi, 2. Trạch pháp giác chi, 3. Tinh tấn giác chi, 4. Phỉ giác chi, 5. Khinh an giác chi, 6. Định giác chi và 7. Xả giác chi. Attha mắc gành gà ni sầm ma đích thi sầm ma sang cấp bồ sầm ma hoa cha sầm ma cầm manh tô sầm ma chi vô sầm ma hoa gia mô sầm ma sát tí sầm ma sa ma thi
Tám chi đạo tức bát chánh đạo là: một, chánh kiến; hai, chánh tư duy; ba, chánh ngữ; bốn, chánh nghiệp; năm, chánh mạng; sáu, chánh tinh tấn; bảy, chánh niệm; tám, chánh định. Ettha bana chatta ro sati batthana ti samma sati ekawa bhavuccati tatha chatta ro samma batthana ti cha samma vayamo. Nơi đây tứ niệm xứ có nghĩa là chánh niệm, chánh tinh tấn có nghĩa tứ chánh cần. Vậy mà ta đã đọc xong. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài. Và con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Và ta xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thú cô Metta. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Phước Sang. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính lễ thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Con xin cảm ơn Sích Châu Nguyễn. Con xin đọc ạ. Đoạn 3. Chando chittang upekha cha sattha passatthi piti yo samma ditthi cha sankappo vayamo viratitta yang samma sati samma thiti kutta sete sattha sattva to sattva tình sattva vedena sattva tha tattha sanggaho. Phần tát yếu gồm 37 yếu tố theo bản chất thiên nhiên, được chia làm 14 dục là 14 là dục tâm, xả tín, khinh an, phỉ chánh kiến, tư duy, tấn, ba tiết chế, chánh niệm và định. Dạ, xin cô Châu Nguyễn cho thêm bài ạ. Dạ, con cảm ơn. Sankappa passatthi cha pitu pekha chando cha chittang viratitta yang cha na we katthana viri yang na wa na wa Atha sati sa samadhi chatu chatu pancha panya nya sattha dutha nutpama sa patin sattamma nang eso pawaro vitha go. Sự phân loại của 37 yếu tố tối thượng được trình bày như sau: tư duy, khinh an, phỉ, xả, tâm, ba tiết chế, phát sanh một lần, tinh tấn phát sanh 9 lần, niệm 8 lần, định 4 lần, tuệ 5 lần, tín 2 lần. Sabbe lokuttare honti na wa samka samkappa vi ti yo lo ki ye pi ya tha yo gang chap bi suk thi pa wa ti yang. Tất cả những pháp này đôi khi ngoại trừ tư duy và phỉ phát sanh trong các loại tâm siêu thế, các pháp này cũng phát sanh trong các loại tâm hiệp thế, tùy trường hợp trong sự diễn tiến của 6 giai đoạn thanh tịnh. Dạ, con đã ôn bài xong ạ. Con xin cảm ơn đại tràng ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Sáng giờ con có hai cái điện thoại mà vô hoài vô không được. Dạ bây giờ con xin đọc bài. Bồ Thí Bát Khi Giá Sằng Giá Hồ. Những yếu tố của sự giác ngộ. Đoạn 1. Bồ Thí Bát Khi Giá Sằng Giá Hề Chách Tà Rồ Sa Tí Bát Thà Nà Cà Già Nú Bát Sa Sa Nà Sa Tí Bát Thà Nằng Quệ Đa Nà Nú Bát Sa Nà Tí Bát Thà Nằng Chích Tà Nú Bát Sa Nà Sa Tí Bát Thà Nằng Thầm Mà Nú Bát Sa Nà Sa Tí Bát Thà Nằng. Trong phần tốt yếu của những yếu tố đưa đến sự giác ngộ có bốn niệm xứ là: một, thân quán niệm xứ; hai, thọ quán niệm xứ; ba, tâm quán niệm xứ; bốn, pháp quán niệm xứ. Hai, chắc tà rồ sầm mắt ba thà nà úp bành nà nằng bà ba bà ba cà nằng ba hà nà giác hòa già mồ an úp bành nà nằng bà ba cà nằng an úp bà đà giác hòa già mồ an úp bành nà nằng cú sa là nằng úp bà đà giá hòa già mồ úp bành nà nằng cú sa là nằng huyều dồ hòa hòa giá hòa già mồ. Bốn, cố gắng cao thượng tức tứ chánh cần là: một, cố gắng lánh xa các đạo phát sanh; hai, cố gắng ngăn ngừa các ác pháp chưa phát sanh; ba, cố gắng trao dồi làm phát triển các thiện pháp chưa phát sanh; bốn, cố gắng làm tăng trưởng các thiện pháp đã phát sanh. Ba, chắc tà rồ ít thi bà đà chành đít thi bà đồ đồ quy đi dít thi bà đồ chít tít thi bà đồ quy mặn xít thi bà đồ. Bốn phương cách để thành tựu tức tứ thần tốt là: một, dục thần tốt; hai, tấn thần tốt; ba, tư duy thần tốt; bốn, trạch quán thần tốt. Bốn, bành thìn đi già ni sắc thìn đi dằng quy đi dìn đi dằng sa tìn đi dằng sa mà thìn đi dằng bành nìn đi dằng. Năm, khả năng hay ngũ căn là: một, tính căn; hai, tấn căn; ba, niệm căn; bốn, định căn; năm, tuệ căn. Dạ con đọc xong hả? Dạ cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin nhân lúc để cho đạo tràng xin mời vị tiếp theo. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Phước Sang. Dạ con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính lễ quý chư tôn Đức Tăng. Dạ con kính chào Thầy Kinh và con kính chào Tăng Thể Đạo Tràng. Dạ con cảm ơn cô Metta, Sít Tina, Sít Pháp Nguồn, Sít Nhung Phạm và cô Hạnh Kiểm cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài.
Xích Châu Nguyễn ơi, rất mách rồi. Dạ, dạ con không biết đạo tràng nghe được âm thanh con chưa ạ? Dạ cảm ơn xích pháp nguồn. Dạ, nó rớt hồi nào con không hay luôn ạ. Dạ con xin phép được đọc lại. Bành cha ba lần, ni sát tha ba lần, vi ri ya ba lần, sa tí ba lần, sa ma thi ba lần, bành nhà ba lần. Năm năng lực hay ngũ lực là một tính lực, hai tấn lực, ba niệm lực, bốn định lực, năm tuệ lực. Satta bodhanga sati sam bodhango thamma quý chí quý giá sam bodhango viriya sam bodhango piti sam bodhango pasat thi sam bốt trần gồ tam mà thi sam bốt trần gồ u bách kha sam bốt trần gồ. Bảy yếu tố của sự giác ngộ tức thất giác chi là: một niệm giác chi, hai trạch pháp giác chi, ba tinh tấn giác chi, bốn phỉ giác chi, năm khinh an giác chi, sáu định giác chi, bảy xả giác chi. Atthamagganga ni samma ditthi samma sankappo samma vacha samma kammanto samma jivo samma vayamo samma sati samma samadhi. Tám chi đạo tức bát chánh đạo là: một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, chánh định. Etthapanacatta rosatipatthana ti samma sati e kavapavuccati tathacatta rosam mappatthana ti cha samma vayamo. Nơi đây tứ niệm xứ có nghĩa là chánh niệm, chánh tinh tấn có nghĩa tứ chánh cần. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy, con kính tri ân đạo tràng. Dạ thưa còn một đoạn cuối, con kính mời đạo tràng đọc để sau đó thỉnh thầy giảng bài pháp ngày hôm nay ạ. Con kính nhân mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thú, sa thú. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, Metta xin đọc đoạn cuối luôn. Dạ, đoạn 3. Chanh đô chích tăng ú bách kha cha sát thà bát sát thi bi tí dô sầm ma đích thi cha sầm cha sằng cấp bồ hoa gia mô quý ra tích tái dần sầm ma sát thi sa mà thì tí chút đá xê tê sa phà quá tô sát ta tình sầm ba phề đề ná sát ta thà ta tha sằng gá hồ. Phần toát yếu gồm 37 yếu tố theo bản chất thiên nhiên, được chia làm 14 là dục tâm xả, tính khinh an phỉ, chánh kiến tư duy tấn, ba tiết chế chánh niệm và định. Sang cấp ba bát sát thi cha bì tú bách khà chành đồ cha chích tăng quý ra tích ta dành cha na quê ca thà na quý ri dần na quá áp tha sa tí sa mà thí cha tú bành cha bành nhà sa thà đu thà nút tâm ma sa ta tình sa thầm mà năng ê sô bá quá rồ
quy pha gồm sự phân loại của 37 yếu tố tối thượng được trình bày như sau: tư duy, kinh an, phỉ, xả, tâm, ba tiết chế, phát sanh một lần, tinh tấn phát sanh 9 lần, niệm phát niệm 8 lần, định 4 lần, tuệ 5 lần, tính 2 lần. Bê lô cút ta rê hồn tí ná hoa, sằng cấp bát tì tí dô, lô ký dê bí giá thà, dô găng. Chấp bí xuất thiếp báo quát tí dằng, tất cả những pháp này đôi khi ngoại trừ tư duy và phỉ phát sanh trong các loại tâm siêu thế, các pháp này cũng phát sanh trong các loại tâm hiệp thế, tùy trường hợp trong sự diễn tiến của sáu. Sao bây giờ nó đứng trần luôn vậy? Dạ, không biết sao mà nó đứng trần rồi, kéo nó không lên. Dạ, hôm nay ta đọc tiếp, đọc lại đoạn này. Sắp bê lô cút ta rê hồn tí na hoa, sằng cấp bát tì tí dô lô tí dê bí, gia thà dô găng, chấp bí suốt thiếp báo quát tí dằng. Tất cả những pháp này đôi khi ngoại trừ tư duy và phỉ phát sanh trong các loại tâm siêu thế, các pháp này cũng phát sanh trong các loại tâm hiệp thế, tùy trường hợp trong sự diễn tiến của sáu giai đoạn thanh tịnh. Dạ, vậy thì mà ta đã đọc xong. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng. Kính cảm ơn Thầy. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa Thầy, dạ con thấy cả lớp đã đọc bài xong. Dạ, con kính thỉnh Thầy cho bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic cho Thầy. Rồi, sao đâu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình tiếp tục ha, với những câu đố vui. Rồi hôm nay ai đọc giải quán quân nha. Rồi câu số 1. Câu số 1. Một em bé mới sinh sống 80 tuổi. Một em bé mới sinh sống 80 tuổi. Rồi tử. Rồi tục sinh. Rồi tử. Rồi tử, rồi tục sinh, rồi tử. Có cùng một thứ tâm không? Rồi, câu hỏi đố vui thứ nhất ha. Quý vị tranh thủ lên lấy 10 điểm này coi. Rồi, xin mời quý vị nha. Suy nghĩ chút xíu nha. Dạ,
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính chào thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy câu hỏi này cũng ngộ ngộ, dạ con xin trả lời câu hỏi số 1. Dạ con xin đọc lại. Một em bé mới sinh sống 80 tuổi rồi tử, rồi tục sinh, rồi tử, có cùng một thứ tâm không? Dạ thưa, ở trong này thì có là tâm tục sinh, rồi tâm tử, rồi tục sinh lại, rồi tử. Thì như vậy trong này có hai lần tử thầy, nhưng mà cái lần tử thứ nhất á, tức là sống tới 80 tuổi rồi tử á, thì cái tâm tử đó nó cùng một thứ với lại tâm hộ kiếp và tâm tục sinh lần thứ nhất. Rồi khi tử đó thì tục sinh lại, rồi tử nữa thì cái tâm tục sinh lần thứ nhì này và cái tâm tử này đó, nó cùng một thứ thầy. Dạ con xin nói lại là cái tâm tử lần thứ nhì thì nó cùng một thứ với cái tâm tục sinh lần sau đó. Bởi vì tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và tâm tử thì cùng một thứ. Còn cái tâm tử trước á, thì nó lại cùng một thứ với lại cái tâm hộ kiếp và tâm tục sinh của lần trước. Dạ, chứ không có lần nào giống lần sau, không thể giống lần trước được thưa thầy. Dạ con xin trả lời như vậy, không biết có đúng hay không thưa thầy. Dạ con xin gửi máy lại cho thầy. Rồi, à, đúng không vậy? Đúng. Còn ai nữa không? Ai muốn có ý kiến gì thêm không? Ai muốn bổ túc gì thêm không? Rồi, mời Đạo Huynh nghe, mời Đạo Huynh nghe, bắt chơi. Dạ, kính lễ Ban Quan Tâm Bảo, kính lễ quý sư, quý ni, kính chào ông thầy, kính chào đạo. Dạ, cái câu này theo đạo huynh thì nó rất là khá mơ hồ, tại vì một em bé mới sinh sống 80 tuổi rồi tử, thì cái tử rồi tục sinh đó, là cái tục sinh đó, không biết có tục sinh là, không biết theo đạo huynh hiểu là tục sinh đấy là có trở lại kiếp người hay không. Dạ, nhiều khi kiếp sau trở thành một cái kiếp nào đó ha, một loài vật hoặc là một cây thông đứng giữa trời mà reo thành hống, thì cái câu đây rất là mơ hồ. Dạ, có thể thầy hỏi đây mà đố đố mẹo rồi lớp chăng. Dạ, thành thử là cái dạ cái tâm là chắc chắn là không giống nhau rồi. Dạ, thì đó là câu trả lời của đạo huynh rất là với những người không có đọc sách nhiều, không có đọc sách của thầy nhiều, tại vì bữa nay thì cũng gửi cho Nguyễn là đạo huynh không có giáo trình của thầy, thành thử tính thoảng đọc chỗ này chút chỗ kia. Dạ, dạ, nếu thì xin nhận biết thời gian của thầy ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. cái này nó kêu là không có học mà xí soạn đó. Không học mà là xí soạn lên đó.
Rồi còn ai bổ túc thêm không? Rồi mời cho Nguyễn lên bổ túc cho đạo huynh học hỏi rồi đàng hoàng chí soạn thì chết rồi. Dạ thưa thầy, con xin trả lời câu này, nhưng mà con cũng biết đúng hay không mà nói để huynh đạo huynh học hỏi, con mắc cỡ quá, nhiều khi con cũng lụm trứng đầy á thưa thầy. Dạ câu số 1, một em dạ con cảm ơn cô Metta, cảm ơn Sitina. Dạ sư pháp Môn Lầu Ca đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin đọc câu hỏi. Một em bé mới sinh sống 80 tuổi rồi tử, rồi tục sinh rồi tử, có cùng một thứ tâm không? Thì con xin bỏ cái dấu phẩy thứ nhì đi thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Dạ thưa thầy, ở đây theo con hiểu thì trong này có coi như có hai kiếp sống, kiếp sống thứ nhất xong rồi qua kiếp sống thứ hai, thì theo theo những gì thầy dạy mà những gì con hiểu thì con thấy là cái câu mà hồi xưa thầy hay nói là tục sinh tâm nào thì tử tâm đó, nhưng mà tử tâm nào thì không có phải là tục sinh tâm đó, cho nên ở đây chắc chắn là sẽ khác thứ tâm chứ không có thể giống nhau rồi thưa thầy. Coi như ở đây hai cái kiếp sống thì sẽ có hai thứ tâm khác nhau, chứ tức là hai kiếp sống thì cái tâm tục sinh nó khác nhau chứ nó không có giống nhau của hai kiếp. Dạ con nhớ bài là như vậy nhưng mà không biết đúng hay không. Dạ con kính dâng mic cho thầy ạ. Rồi sao nữa, là mời cô Kim Dung lên bổ túc thêm có gì mới lạ không? Tina giơ tay rồi, mời Tina. Dạ con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào thầy và con kính chào đạo tràng. Dạ con câu hỏi là em bé mới sinh sống 80 tuổi rồi tử, tục sinh rồi tử, có cùng một thứ tâm không? Dạ thì tâm là một cái sự duy trì kiếp sống để nó bảo vệ cái kiếp sống, gìn giữ cái kiếp sống được tồn tại cho đến khi tử. Thì khi mà cái tâm này thì có nó làm việc thì nó cũng nó là thuộc cái tâm hộ kiếp, thì nó có cái cũng như nó làm cái phần sự là tục sinh, thì có hai cái tâm quan sát thọ xả, tám tâm quả thiện, dục giới, tình hảo và chính quả đáo đại này, nó cũng bắt cảnh cũng giống như tâm tục sinh, thành ra nó chỉ khác là nói tiếp sau khi tâm tục sinh. Thì cái trong cái câu hỏi này á, là tâm tục sinh thì nó sẽ của kiếp hiện tại này, và tâm tử của kiếp hiện tại là nó chỉ khác cái thời gian thôi. Còn cái tâm tử của kiếp hiện tại thì khác với tâm tục sinh của kiếp kế. Dạ, con có sai xin thầy bổ sung thêm. Con dở cái phân tích lắm thưa thầy. Dạ, con kính tri ân thầy ạ. Này, xa thớp. Nào, cô Nhung có bổ sung thêm gì không, cô Nhung ơi? Cô Nhung có đó không? Pháp Nguồn Lào Cai rồi, mời Pháp Nguồn Lào Cai có gì hay lên nói cho bà con nghe học hỏi rồi coi. Dạ, thưa thầy, con xin được phân tích ngắn gọn thôi ạ. Dạ. Một em bé mới sinh, sống 80 tuổi, rồi tử, rồi tục sinh, rồi tử, cùng một thứ tâm không? Dạ, thưa thầy thì... trong một kiếp sống của mỗi chúng sinh á, thì nó thường là có tục sinh, hộ kiếp và tử. Khi mà giai đoạn từ lúc tục sinh đến lúc tử đó thì được gọi là một kiếp sống. Thì là
tục sinh tâm nào thì tự bằng tâm đó. Nhưng mà khi mà tự bằng tâm nào thì không phải là tục sinh bằng tâm tiếp. À, theo đó thì không phải là bằng cái tâm tục sinh ban đầu của kiếp trước đâu ạ. Mà nó sẽ là một cái tâm tục sinh của trong một cái kiếp sống mới. À, và nó cũng sẽ bằng cái tâm tử đó của trong cái kiếp sống đó. Có nghĩa là nó sẽ khác rời nhau trong các kiếp sống thì nó không phải là một cái thứ tâm của kiếp này chuyển sang kiếp kia, mà là mỗi một giai đoạn thì nó sẽ có một cái tâm tục sinh hộ kiếp tử riêng biệt trong một kiếp sống của chúng sinh. Dạ, con xin được trả lời như vậy. Con xin phép được xuống mic ạ. Rồi, xa thức. Bây giờ người ta đặt câu hỏi có trường hợp nào mà tử và tục sinh có cái tâm là giống nhau không? Có trường hợp nào ra ngoài của Meta? Cô Meta nghe câu hỏi không? Rồi mời con. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thầy mới vừa hỏi thêm một cái câu hỏi nữa, là người ta đặt câu hỏi là thầy có nghe chưa được rõ, thầy xin thầy đọc lại. Rồi, alo, Châu Nguyễn nghe ghi lại nha, bổ túc cho cái câu này nha. Cái gì thì bây giờ ta nói là tục sinh tâm nào tử tâm đó, đúng không? Thì nãy quý vị trả lời đúng rồi đó, đúng không? Nhưng mà giờ có trường hợp nó hỏi giờ tử cái tâm đó. Rồi khi tục sinh trở lại á, nó có trường hợp nào nó giống nhau, nó giống loại tâm đó không? À, nó có trường hợp mà loại tâm cho. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con hiểu cái câu thầy hỏi câu sau này rồi. Là có khi nào tử rồi tục sinh có cùng một thứ tâm không? Thì con nghĩ là cũng có thể có thầy. Có thể có. Đúng ra theo trước giờ á, thì tử rồi sinh trở lại thì không có phải là cùng một thứ, như cái tâm tục sinh không có cùng một cái tâm tử đó. Nhưng con nghĩ là chắc cũng có thể có, là đối với những trường hợp mà cái người đó sống rồi tu tập này kia nọ, rồi cũng đạt được những cái điều mà nó giống với cái tâm tử khi tục sinh lại. Thí dụ như một người mà kiếp trước á, thì tục sinh bằng cái tâm là người dị nhân đi, rồi khi mà tử kiếp đó, rồi cái người đó sống tốt, người đó làm được nhiều phước thiện này kia nọ, thì cái tâm tục sinh trở lại cũng có thể là người dị nhân. Con nói là có thể thầy. Dạ con xin, con có ý kiến như vậy, không biết như thế nào, con xin gửi máy lại thầy. À, xà thử. Có thể không quý vị? Theo quý vị nghĩ có thể giống không? Có thể chứ sao không nữa. Sao không phóng nguồn lò cai hiểu sao là không. Ví dụ giờ mình tục sinh làm người tam nhân đi, người duy nhân như cô hồi nãy nói đi. À, tục sinh người duy nhân rồi tử và người tam nhân. Nhưng mà cái tục sinh đó lại cũng là người duy nhân luôn, thì cũng giống như thế, đâu có khác nữa. À, cũng giống loại tâm vậy đó. À, nhưng mà nó không chắc chắn 100% giống như là tục sinh với tử. À, nó không phải một tâm thôi, không phải là giống như lúc mà tục sinh với tử tục sinh đó, là như ghi nó cũng có trường hợp nó giống nhau, nó giống cái loại tâm đó chứ không phải không hẳn là không giống nha. Mà cùng thứ tâm nó đúng rồi, coi ghi nhung nó đúng cùng thứ. Vậy tục sinh tâm quả
thọ hỷ, hợp trí vô đạo làm việc tục sinh, thì khi mà tử cái cũng tâm đó, nhưng mà tục sinh đó lại cũng là cái tâm quả thọ hỷ, hợp trí vô đạo luôn, cũng có như thường. Tục sinh là làm người tâm nhân cũng vẫn có như thường. Đó, vậy trường hợp nó vẫn có thể xảy ra ha. Thành ra cho quý vị biết là trên đời này không có chuyện gì mà không thể xảy ra hết ha. Mình đừng có kết luận dò dã là mình chết. Rồi nóng ra xa thú cô Đô Mê Ta thì nó mới nhưng mà nó giống á, nó giống loại tâm đó, nó giống loại tâm đó. Rồi cô ta nói hôm nay trả lời được 10 điểm xa thử, xa thử cô ta giỏi quá. Cái gì đồng ý cho cô ta 10 điểm không quý vị? 10 điểm cộng luôn, cho Nguyễn cho 10 điểm cộng luôn, xa thử không? Rồi, xa thử. Đúng hai câu luôn ha. Rồi đến cộng luôn. Rồi câu số 2. Khi có một ai đó sờ vào tay mình. Khi có một ai đó sờ vào tay mình. Tay chứ không phải tay, lỗ tay, sờ tay, tay chân. Tay. Nắm tay, nắm chân rồi đó. Xúc chạm nơi thân. Một ai nói sờ vào tay mình, xúc chạm nơi thân. Tiếp sau đó, tâm làm sự nào bị ảnh hưởng trước tiên? Tiếp sau đó, tâm làm sự nào bị ảnh hưởng trước tiên? Rồi, đó là nguyên nhân ha, tức là có khi con hàng nó đụng vô cái tay mình thì nó xúc chạm vào cái thân mình ha. Thì tiếp sau đó mà tâm là làm cái sự nào, cái gì học 14 sự rồi cái gì nhớ rồi ha. Sự tục sinh, hậu kiếp, tử, rồi sự thấy, sự nghe, sự nói, thì nó đủ thứ chuyện ha, 10 học rồi ha. Rồi, giờ câu này mời quý vị trả lời nha. Rồi, mời cô Mê Ta xà thử, xà thử. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính chào Thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc cái câu số 2. Khi có một ai đó sờ vào tai mình, xúc chạm nơi thân, tiếp sau đó tâm làm sự nào bị ảnh hưởng trước tiên? Là khi nào có một cái ai đó mà sờ vào cái tay của mình thì con thấy đây là một cái sự xúc chạm vào thân thì sẽ có cái sự xúc chạm. Và thì nếu mà Thầy hỏi là sau đó tâm làm sự nào bị ảnh hưởng trước tiên, thì theo con thấy thì khi mà có ai mà sờ vào tay của mình á, thì trước tiên là cái tâm hộ kiếp của mình á, thì nó sẽ là hộ kiếp, rồi hộ kiếp rung động, rồi dứt vọng, rồi đến cái tâm kháng ngũ môn, nó sanh lên, rồi nó hướng về cái cảnh ngũ đó. Đây là nó hướng về cái tâm thân thức, rồi
cái tâm thân thức đó nó sanh lên, và cái đó là tiếp thâu rồi quan sát rồi động lực. Và nếu mà có sự xúc chạm mạnh á, thì nó có thể là có cái động lực mạnh, rồi sau đó thì sẽ trở về hộ kiếp. Dạ con nói như vậy không biết có đúng hay không, rồi con xin gửi máy lại cho thầy. Alo, quý vị có nghe một cô trên 70 tuổi lên phân tích câu hỏi, hỏi phân tích theo lộ trình tâm diễn tiến đủ thứ chuyện chính xác vậy ha. Chị có nghe bao giờ chưa? xa rứ đầu chạm hậu kiếp nó rung động nè ha. Không ngờ con trả lời chút con này rứ mười điểm, 10 điểm nữa ha. Sợ chưa quý vị, sợ chưa? Còn trẻ cho Nguyễn Tina trẻ đọc cô với ta mà chỉ có chào thua thôi. Rồi tiếp theo câu số 3. Trước khi ngủ xong thức sanh, trước khi ngủ xong thức sanh khởi là trước khi ngủ xong thức sanh, thì tâm làm phận sự gì? Thì tâm làm phận sự gì? Để gìn giữ sự sống, để gìn giữ sự sống, rồi tâm gì, rồi tâm gì mở đường cho lộ ngũ sanh khởi, rồi tâm gì mở đường cho lộ sanh khởi. Đây, câu hỏi này cũng không có gì khó khăn ha. Rồi, xin mời quý vị. Được rồi, thử câu này ạ. Khi ngủ sanh thì tâm làm phận sự gì để gìn giữ sự sống, rồi tâm gì mở đường cho lộ ngũ sanh khởi? Dạ thưa thầy, trước khi ngủ sống thức sanh thì tâm làm Phật sự là tâm hộ kiếp, thưa thầy, là hộ kiếp để mà gìn giữ sự sống. Rồi thì khi mà mở đường cho lộ ngũ sanh khởi thì có tâm khai ngũ môn thì sẽ là mở đường để mà cho lộ ngũ sanh khởi ạ. Con xin phép được trả lời ngắn gọn như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Đúng chưa quý vị? Đúng chưa? Alo. Rồi, xa lấy, xa lấy không? 10 điểm, 10 điểm.
tâm họ kiếp gìn giữ cái sống ha, họ kiếp mày liên tục ha, rồi đường cho lộ ngủ sanh khởi khai ngũ môn, đúng là xa thứ mười điểm, giỏi quá bà, giỏi quá bà, xà thú ghê ha. Rồi câu số 4. Số 4. Sau khi kháng môn sanh, sau khi kháng ngũ môn sanh thì thân thức sanh phải chăng? Rồi, mời quý vị nhanh tay nha, mấy cái điểm nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nguyên cái câu hỏi đó là câu hỏi số 4, nguyên câu hỏi là sau khi kháng ngũ môn sanh thì thân thức sanh phải chăng? Thưa Thầy, khi mà kháng ngũ môn nó sanh lên rồi thì nó hướng về cái cảnh ngũ. Thì tùy theo chứ đâu có phải là khi mà kháng ngũ môn sanh lên rồi thì thân thức sanh lên. Thân thức sanh lên đây là trường hợp là ở cái cảnh cảnh xúc thì thân thức mới sanh lên, chứ còn các cảnh khác như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị thì thân thức đâu có sanh lên Thầy. Vậy thì câu này có thể nói là không nên nói thế Thầy. Dạ, con xin trả lời như vậy, con gửi mã cho Thầy. Giữ dần vậy quý vị, giữ dần nha, không nên nói thế, nó xa thứ, xa thứ. Quá giữ, quá giữ, xa thứ. Rồi 10 điểm, 10 điểm tương vời nha quý vị ha. Rồi rồi câu số 5. Sau ngủ xong thức, sau ngủ xong thức thì các sự gì tuần tự sanh khởi? Sau ngủ xong thức thì các sự gì tuần tự sanh khởi? Đã quên vô có một câu nói Trung Quốc trốn luôn. Trốn mất. Châu làm sao mà quên trốn mất. Rồi mời đi nè. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tín nữ, con kính chào thầy và con kính chào đạo tràng. Hôm nay cô Metta cầm cấp nặng luôn rồi cô. Dạ thưa, qua những lời của cô về lộ trình tâm thì sau ngủ xong thức thì có tiếp đến là tiếp thâu rồi xong rồi đến quan sát, rồi xong rồi đến xác định động tốc và mốt na cảnh và cái cuối cùng là hậu tiếp. Dạ thưa con xin hết, thưa thầy. Rồi, xà thứ, xà thứ, giỏi quá bà, ai cũng giỏi ha, xà thứ 10 điểm. Biết hết trơn nha, thuộc lộ trình tâm, xà thứ rồi đó. Rồi, một câu chót. Câu số 6. Xúc duyên thọ. Xúc duyên thọ. Vậy, xúc là gì của thọ? Xúc duyên thọ, vậy xúc là gì của thọ?
là bà con, anh em, hay là chị, cô, chú gì, giúp chuyện nội, giúp bà gì đó. Rồi, mời quý vị suy nghĩ một xíu ha, bà bà nha. Dạ thưa thầy, con xin được trả lời câu này. Xúc duyên cho thọ, thì vậy xúc là gì của thọ? Dạ thưa thầy, xúc này mình được thì được gọi là xúc thực của thọ. Dạ, con xin được trả lời như vậy ạ. Con xin phép được xuống đây. Ừ, hay quá bà, xa thú, xa thú. Quá giỏi luôn, xa thú. À, tuyệt vời ha. Và câu hỏi quý vị trả lời dễ dàng ha. Bắt đầu kỳ tới sẽ cho câu khó nè. Sa thú vậy là hôm nay là cô mới ta dẫn đọc giải quán quân cho không cô Nguyễn. Con ta đọc giải quán quân rồi sa thú. 30 đứng cộng luôn. Wow, dữ dội. Rồi sa thú cô mới ta. Rồi, bây giờ là mình vô bài học chút xíu ha. Rồi, mình vô học bài nãy đoạn của dì đọc ha, là những yếu tố của sự giác ngộ. Bồ thí bậc khí giác sanh cái hồ, những yếu tố của sự giác ngộ. Rồi, trong cái chữ này mình thấy có cái chữ bồ thì cái chữ bồ thí có nghĩa là hiểu biết giác ngộ, nó từ căn chữ bút là hiểu biết giác ngộ. À, thì mình hay kêu là bồ thí, âm là tiếng Hán Nam là Phật Phật gì nào, bồ thí là giác ngộ ha. À, thì như vậy Phật tánh là cái tánh giác ngộ, người có Phật tánh, người đã giác ngộ ha, người đã giác ngộ nó mới kêu là Phật có Phật tánh được ha. Còn bình thường họ không có là không dễ gì có được ha. À, thì bồ thí là sự giác ngộ. Rồi bồ thí bát giá là những yếu tố đem lại sự hiểu biết giác ngộ. À, thì ráp chung là bồ thí bát giá, những yếu tố đem lại sự hiểu biết giác ngộ, tức là những cái thành phần, những yếu tố mà đưa đến cho chúng ta sự giác ngộ, tức là chúng ta phải tu tập theo những cái phương pháp, những yếu tố này thì mới đưa đến sự giác ngộ. À, còn nếu không thì không thể nào có được cái sự giác ngộ. À, không phải là tự nhiên là sống lâu năm mà hết kiếp này qua kiếp khác với bao nhiêu thời gian chín mùi thì tự động giác ngộ, chuyện đó không thể có được ha. À, hoặc là con người có Phật tánh là nghe ha, mình cố gắng mình giữ tâm mình cho nó yên tĩnh, nó bớt phiền não này, thì tự nhiên Phật tánh nó sẽ lòi ra, thì nó không có xảy ra ha. Phải tu tập thật sự đàng hoàng, phải có pháp hành đàng hoàng, phải đi vào đạo lộ để tu tập thì mới đem đến cái sự giác ngộ, đem đến sự hiểu biết, đem đến sự chứng đắc được đạo quả được, chứ không phải đơn giản nha quý vị. Mình học pháp rồi mình hiểu được vấn đề, mình biết, mình không có tin vào những cái thuyết mà kiểu như là tự nhiên, thuyết ngẫu nhiên hay là những cái chủ thuyết mà đưa ra nói rằng là chỉ cần sống thời gian với tuổi nào đó thì chúng ta sẽ được giác ngộ ha, mà sẽ có Phật tánh ha, điều đó không thể xảy ra. Rồi như vậy cái những yếu tố mà đem lại cái sự giác ngộ này thì cho chúng ta biết là có 7 nhóm. Nó có bảy cái nhóm này để đưa đến cái sự giác ngộ. Thứ nhất là tứ niệm xứ chắc bà rô sa ti bát thà na, là tứ niệm xứ. À, tức là phải tu tập, thứ nhất là tứ niệm xứ. Nhóm thứ hai là tứ chánh cần chắc ta rô sam mắp bát thà na, tứ chánh cần. Thứ ba là tứ như ý túc chắc ta rô ít thi ba đa, là tứ như ý túc. Thứ tư là ngũ quyền banh chin rứ gia ni, là ngũ quyền hay là ngũ lực, ngũ quyền ha. Rồi số 5 là ngũ lực banh cha ba la ni, banh cha ba la ni là ngũ lực. Thứ 6 là thất giác di sattamocchanga, sattamocchanga là thất giác di. Và thứ 7 là bát chi đạo
Atthamaganyani là bát chi đạo. Thì như vậy mình phải có bảy nhóm này, tu tập theo bảy nhóm này: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ quyền, ngũ lực, các chi, bát chi đạo. Phải đi như vậy nó đưa đến một cái sự giác ngộ được, chứ nó khơi khơi được hay không vậy. Rồi mình đi vào nhóm thứ nhất, cho chúng ta biết là nhóm thứ nhất là tứ niệm xứ Chakvaro Satipatthana, là tứ niệm xứ. Mình hay nghe nói hoài ha, nói tứ niệm xứ, tứ niệm xứ. Bây giờ mình sẽ đi phân tích vô trong vấn đề này. Thì tứ niệm xứ là Patthana. Patthana có nghĩa là trú xứ, nơi chốn hay là chỗ, thì được gọi là Patthana. Sati, chỉ sati là niệm, ghi nhớ, ghi nhận rõ, thì được gọi là sati. Khi nào có sự niệm, có sự ghi nhớ, có sự ghi nhận rõ thì là sati. Rồi mình ráp vô ha, mình ráp hai chữ vô: Satipatthana, ghi nhớ, ghi nhận rõ tại nơi chốn xứ. Tức là cái sự ghi nhớ, ghi nhận, mình có sự ghi nhớ, mình đặt cái niệm, sự ghi nhớ, ghi nhận tại một cái nơi chốn nào đó, thì mới gọi là sati. Là tại một chỗ nào đó ha, đặt cái niệm ngay chỗ nào đó, thì được gọi là Satipatthana. Hay người ta gọi là sự thiết lập, mình thiết lập lên, mình sự xây dựng chánh niệm, nền tảng của chánh niệm. Tức là mình thiết lập, mình xây dựng cái chánh niệm mình, nền tảng của chánh niệm của mình trên một cái chỗ nào đó. Thì chỗ đó là chỗ nào? Thì cho mình biết là có bốn cái chỗ, hoặc là bốn pháp, có bốn pháp để mà chúng ta đặt cái niệm lên chỗ đó. Thứ nhất là niệm thân, Kaya Nupassana Satipatthana, là niệm thân, là đặt niệm trên thân. Thứ hai là niệm thọ, Vedana Nupassana Satipatthana, là niệm thọ, đặt cái sự ghi nhớ, đặt cái sự niệm trên cái cảm thọ. Thứ ba là niệm tâm, Chitta Nupassana Satipatthana, đặt niệm lên cái tâm. Số 4 là niệm pháp, Dhamma Nupassana Satipatthana, là niệm pháp. Thì như vậy trong cái tứ niệm xứ có bốn cái chỗ để mà mình đặt cái niệm lên. Tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tức là thiết lập chánh niệm trên bốn cái trú xứ này, bốn cái chỗ này. Thì khi mình thực hiện được như vậy thì coi như mình có sự đặt niệm đúng chỗ, đặt niệm đúng ngay cái trú xứ đó. Đó, như vậy có bốn pháp để cho chúng ta đặt cái niệm ha. Rồi thứ nhất về thân quán niệm xứ, Kaya Nupassana Satipatthana, thân quán niệm xứ. Rồi Kaya, chữ Kaya lấy xuống ha, lấy cái chữ Kaya nào. Kaya tức là thân, Kaya là thân. Rồi Kaya Nupassana mà thân quán hay là tùy quán thân. Nó tùy quán trên thân, kêu là Kaya Nupassana. Rồi Satipatthana là thiết lập niệm hay niệm xứ. Tức là giờ Kaya Nupassana Satipatthana là thiết lập niệm hay là đặt cái niệm, an trú niệm xứ trên thân quán hay là trên tùy quán trên thân. Thì như vậy mình có thân quán niệm xứ, Kaya Nupassana Satipatthana, thì được gọi là thân quán niệm xứ. Rồi thân quán niệm xứ như thế nào? Thì thân quán niệm xứ cho chúng ta biết là nó có 6 cách. Tức là niệm thân thì có được 6 cách. Niệm thân thì mình biết nó xảy ra được 6 cách ha. Thứ nhất là hơi thở vào, hơi thở ra. Tức là cái cách thứ nhất là chúng ta đặt niệm ở nơi hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở thuộc về cái thân mình. Khi mình có thân thì nó có hơi thở vào, hơi thở ra ha. Thì như vậy niệm thân đặt niệm trên hơi thở vào hay là hơi thở ra thì được gọi là niệm thân. Thứ hai là tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi là tứ quay nghi. Mình đi mình đặt niệm trên đi, đứng niệm trên đứng, nằm đặt niệm trên nằm, ngồi đặt niệm trên ngồi. Tức là có sự ghi nhớ, ghi nhận trên bốn cái quay nghi này: đi, đứng, nằm, ngồi. Đó là cái cách là niệm thân thứ hai. Cái niệm thân thứ ba là tiểu quay nghi. Tiểu quay nghi
như là co tay, duỗi tay, mặc y nghiêng mình, là làm những cái động tác nhỏ nhặt này kia đó thì gọi là tiểu oai nghi. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư là tứ đại, là đất nước gió lửa, và bốn cái đại trong thân. Khi mình làm cái gì đó thì bốn cái tứ đại này nó phát sanh, một trong bốn cái này nó sẽ phát sanh, thì mình ghi nhận, đặt cái niệm mình trên bốn cái này, đất nước gió lửa trong thân mình. Thì vậy đó là tứ đại. Thứ năm là thể trược, là những cái thể mà ô uế trong tâm, trong thân của mình đó. Thì mình ghi nhận về những cái thể trược này, 32 thể trược của thân ha, mình ghi nhận những cái chất ô uế, chất dơ bẩn ghê nọ, thì mình ghi nhận về thể trược. Rồi số 6 là tử thi, là mình ghi nhận về cái xác chết, là những xác chết nằm sình xanh chương dồi đục đủ thứ, nhưng mình đọc cái phần đó ra. Thì quý vị muốn nghiên cứu mấy cái này, mình phải đọc những cái phần này cho nó được, mình hiểu được cái này. Nhưng mà thời giờ thì cái để tử thi nó ít ai mà sử dụng được, tại vì nó cấm bỏ ngoài đường á, cấm phải chôn tử thi, là phải chôn chứ không có để cho sình trương lên để mình quán được. Thì như vậy đó là sáu cách để chúng ta vào niệm thân. Và thứ nhất là phải vào hay thở ra, rồi tứ quan nghi, tiểu quan nghi, tứ đại, thể trược và tử thi, là sáu cách. Thì sáu cách này chi pháp là tâm sở niệm, tức là mình lấy cái tâm sở niệm trong cái tâm sở mình học đó, chính tâm sở niệm là chính, nó là cái sự ghi nhận, ghi nhớ. Tâm sở niệm nằm trong 19 tâm sở tình hảo biến hành, có gì tính niệm tàm quý rồi đó. Thì tâm sở niệm đặt trên hơi thở vào ra. Khi hơi thở vào, hơi thở ra, mình đặt niệm ở chỗ hơi thở vào, hơi thở ra. Thì hơi thở vào nó xúc chạm chỗ đầu mũi hay xúc chạm trên môi trên của mình đó, thì mình hãy đặt niệm trước mặt, tức là đặt niệm trên hơi thở vào, hơi thở ra đó. Ghi nhận nó vào như thế nào, nó ra như thế nào. Vô dài, ra dài, vô ngắn, ra ngắn gì đó. Chúng ta quý vị đọc trong cái phần bài kinh mà về kinh Đại Niệm Xứ, trong Tường Bộ Kinh, hoặc là Tứ Niệm Xứ trong Tường Bộ Kinh. Thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật giảng dạy cái này rất là rõ ràng ha. Vì cái nhiệm vụ của một người tu tâm xứ là dùng cái niệm, tức là lấy cái tâm sở niệm là sự ghi nhận, sự ghi nhớ, ghi rõ, biết rõ hơi thở vào, hơi thở ra như thế nào, mình biết nó như thế đó, biết một cách rõ ràng, biết một cách chính xác ha. Biết cho tới khi nào chúng ta thấy rõ được cái hơi thở nó vào ra, nó như thế nào, ra sao, được cấu tạo ra sao, mình thấy rõ rồi, mình từ từ đi sâu vô, mình thấy được đâu là danh, đâu là sắc, đâu là cấu tạo nhân duyên danh sắc, thấy rõ một cách sâu sắc, từ từ đi vào trong cái đạo lộ, tức là chúng ta sẽ đi đến những cái 16 và tuệ minh sát, sẽ đi vào trong những chi pháp đó. Thì chúng ta sẽ thấy được vấn đề nó càng ngày nó càng thâm sâu hơn ha, chứ không có đơn giản là mình chỉ biết hời hợt bên ngoài vậy là được ha. Bởi vì tứ niệm xứ rất là khó, tứ niệm xứ đi vô di pháp rất là sâu, ngay cả thấy danh sắc, thấy sự cấu tạo danh sắc xong rồi cả một vấn đề, chứ không phải mình hời hợt mà mình thấy được không, rất là khó. Cho nên trong cái này mình phải có sự nắm bắt rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Như mình đừng nghĩ là mình làm ngồi thiền ngàn tiếng, hai nửa tiếng gì là mình thấy được ha, không có đơn giản như vậy. Rồi đó là cái thuộc về niệm thân, nói sơ lược vậy cho quý vị nắm về cái niệm thân, nó có sáu cách vậy ha. Rồi tới tiếp theo là thọ quán niệm xứ, quê đó là nước bát sanh sati bát tha na, thọ quán niệm xứ. Quê đó là nước bát sanh là thọ quán, hay tùy quán thọ, hay tùy quán theo tên cái thọ, tức là quán sát, ghi nhận, ghi nhớ, chánh niệm trên các cảm thọ, tức là những cái cảm thọ nào sanh lên, mình có nhiệm vụ là mình phải ghi nhận, mình phải ghi nhớ, mình phải có chánh niệm, có ghi nhận, có chánh niệm trên những cái cảm thọ đó, đó thì được gọi là thọ quán niệm xứ. Tức là những cái cảm thọ nào nó sanh khởi thì mình có nhiệm vụ là mình ghi nhận thôi, chứ mình không có làm gì khác ngoài đó ha, chỉ có nhiệm vụ là ghi nhận, ghi nhớ những cảm thọ sanh khởi. Thì thọ phân theo kinh thì cho mình biết nó có ba loại, là thọ khổ, thọ lạc,
thọ xả, đó là phân theo phân thứ ba, thọ phân thứ ba, phân thứ ba. Đấy mà khổ thì mình quán khổ, lạc thì mình quán lạc, xả mình quán xả, thì mình có ba. Nhưng mà phân theo vi diệu pháp chi tiết hơn thì chúng ta sẽ có năm, là khổ, là lạc, là hỷ, là ưu, là xả, là có năm. À, khi mà cái thân mình có sự cảm giác, có sự đau khổ về thân, chẳng hạn như giờ quý vị ngồi thiền tự nhiên cái chân nó bị tê đau thì đó là khổ sanh khởi. Thì mình dùng tùy quán thọ, tức là mình dùng cái sự động sanh niệm mình quán cái sự khổ đó, à, quán sự đau đó. Thì như vậy mình đang niệm thọ về thọ khổ hoặc là thọ lạc, mình ngồi có những cái trạng thái là mát mẻ, trạng thái là cái thân mình nó được là thoải mái an lạc thì mình quán về thọ lạc. À, hoặc là tâm mình có khởi những sự quan hỷ phát sanh hỷ này, thì mình quan sát về cái thọ hỷ. À, hoặc là có sự u phiền như là sự u buồn hay sự khó chịu là mình quán về thọ u. À, còn không thì chúng ta quán về thọ xả. Thì như vậy trong cái thọ có năm cái khổ, lạc, hỷ, u, xả, tùy theo tuần tự, tùy theo nó bắt sanh. À, chứ không phải là chúng ta bắt nó sanh, nó tùy theo nhân duyên nó đến như thế nào thì chúng ta có nhiệm vụ là mình quán sát nó. Vì vậy đó gọi là quán thọ hay là thọ quán niệm xứ. À, nó đơn giản vậy ha, tức là mình chỉ cần mình quán vui quán vui, buồn quán buồn, khổ quán khổ, lạc quán lạc, tức là không có ta vui, ta buồn, ta khổ, ta lạc ở đây nha. Thọ là cảm thọ chứ không có ta cảm thọ không đây. À, cho nên mình biết khi mình tu tập về những cái này thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi những cái gọi là chấp dính sai lầm về cái những cái ta, về cái ta và của ta. À, chúng ta sẽ thoát ra những cái này. Rồi chi pháp của nó cũng là tâm sở niệm. À, chi pháp cũng là tâm sở niệm. Rồi tới số 3 là tâm quán niệm xứ. Citta anuppassana satipatthana, tâm quán niệm xứ. Citta anuppassana, tâm quán hay tùy quán tâm. Tâm quán hay tùy quán tâm. Rồi, quán sát, ghi nhận, chánh niệm rõ các loại tâm. À, tức là mình phải quán sát, ghi nhận, chánh niệm tất cả những loại tâm nào nó sanh khởi là mình phải quán sát hết. À, mình quán sát tâm nào sanh lên sanh xuống là mình phải biết rõ. Tức là giống như mình có cái sự mà theo dõi quan sát, à, ghi nhận những cái loại tâm nó sanh khởi như thế nào mình biết như vậy. À, thì được gọi là tâm quán niệm xứ. Thì trong tâm quán niệm xứ này, trong kinh Đại Niệm Xứ thì cho chúng ta biết là có 16 loại tâm để mà mình quán sát. Thứ nhất là tâm có tham. À, tức là tâm mình có tham, tức là tâm tham thì mình có 8 loại tham ha. Thì khi mà tâm có tham sanh lên, mình phải quán sát tâm mình đang có tham. Mà tham thuộc loại tham gì? À, tham thọ hỷ hay thọ xả, tham hợp tà, tham ly tà, tham hữu trợ, tham vô trợ, thì mình phải có nhiệm vụ là mình quán sát những cái loại tâm sanh khởi như vậy. À, như vậy là mình mặc dù tâm tham là tâm bất thiện nhưng mà tâm quán tâm tham là tâm thiện, chứ nó quán tâm bất thiện ha. Mình có sự quan sát ghi nhận những cái loại tâm sanh khởi để mình biết rõ đây là tâm tham, à, nó đang sanh thì tâm mình đang có tham, biết rõ tâm đang có tham. Rồi cái thứ hai, tâm không có tham, viragacitta, tâm không có tham, tức là tâm mình lúc cái trạng thái lúc đó, tâm mình không có tham, tức là khi tâm mình có những cái tâm thiện sanh khởi, à, thì mình biết là tâm mình không có tham, à, biết tâm mình thuộc thiện, à, và tâm vô ký hiệp thế, tức là những cái tâm thuộc về vô ký, à, hiệp thế, là mình biết rõ là tâm mình ở trong trạng thái là không có tham, à, thì như vậy mình biết tâm mình không có tham. Rồi số 3, tâm có sân. Sado sacitta, thì tâm có sân là mình, tâm mình khởi lên tâm sân là mình phải biết tâm mình đang có sân. À, chẳng hạn như bị đang ngồi thấy tâm phát sanh thì khó chịu ha, thì mình biết tâm mình đang có sân. Thì trong tâm sân thì mình biết có hai loại tâm sân. Tâm sân thù, hợp phấn, vô trợ, hợp phấn hữu trợ ha, mình biết ha. Thì mình quan sát tâm mình đang có sân như thế nào phải biết rõ. À, một cách sáng suốt ha. Thì như vậy chúng ta có được tâm có sân, biết rõ tâm có sân. Rồi, số 4 là tâm không có sân, vì ta đồ sa chích ta, là tâm thiện hay tâm vô ký hiệp thế, là tâm mình không có sân, mình thuộc về thiện hay là vô ký, thì mình biết rõ tâm mình không có sân.
tâm không có sân hoặc tâm không có tham thì cũng giống giống vậy ha. Rồi tâm có si là số 5. Sa mô ha chích tá là hai tâm si. Si vô tọa, tâm si là xã và nghe sự giảm phóng dật đó. Khi mình có tâm mình có si, nó làm sự hoài nghi này và như là thường biết tâm mình đang có si. Tâm mình đang hỗn loạn, tâm mình đang loạn động, phóng dật, thường biết tâm mình đang có phóng dật, tâm si phóng dật. Thì như vậy tâm có si, biết rõ tâm đang có si. Đó là cái loại thứ năm. Thứ sáu, tâm không có si. Tức là nó không có hai loại tâm si ra, thì nó nếu mà thuộc về thiện hoặc là vô ký thì mình biết rõ tâm mình không có si. Không có si, tâm không có tham, tâm không có sân, phải biết rõ. Tâm có tham, tâm có sân, tâm có si cũng phải biết rõ. Nói chung là phải biết rõ hết, ghi nhận biết rõ tất cả những cái pháp đang sanh như thế nào. Rồi tâm số 7 là tâm co rút, sân khi ta chích ta. Tức là cái tâm mình nó bị co rút. Co rút là sao? Tâm mình nó rơi vô cái trạng thái là buồn ngủ, giả dưỡi, hôn trầm thị miên. Khi nào mình rơi vô trạng thái đó, mình biết tâm đang ở trạng thái mà co rút, buồn ngủ, giả dưỡi. Tức là nó sẽ phối hợp với những cái sở hữu hôn phận, hôn trầm thị miên. Và hôn trầm thị miên này nó có mặt trong năm tâm bất thiện hữu trợ, là bốn tham hữu trợ và một cái sân hữu trợ. Thì như vậy tâm co rút là mình phải hiểu rõ tâm mình đang rơi trong cái trạng thái là co rút, uể oải, giả dưỡi, hoặc là có những loại tâm nó bị là hữu trợ. Thì mình biết tâm mình đang bị co rút. Rồi số 8 là tâm phóng dật. Khi ta chích tá là tâm có trạng thái tán loạn, bất an, loạn động. Khi mà có một trạng thái mà loạn động mạnh đó, nó có sự rõ rệt thì tâm mình đang ở trạng thái phóng dật. Nó không còn định được nữa ha, nó không còn biết về những cái, chẳng hạn như lấy niệm hơi thở và hơi thở ra mà cái tâm mình nó loạn động, nó nghĩ tung lắm ta la đó. Thì như vậy tâm mình đang ở trạng thái phóng dật thì mình biết rõ tâm đang trong trạng thái phóng dật. Khi mà nó phóng dật mà mình biết được là mình cũng một thuộc loại khác là tâm phóng dật. Rồi số 9 là tâm rộng lớn, ma gắt, ma hắc cái tác chích ta, tâm rộng lớn là tâm thiền sắc giới và vô sắc giới. Tức là những cái tâm mình đi vào trong đường những cái cảnh giới thiền, tức là đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thứ thiền, ngũ thiền, hoặc là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, vô tưởng. Khi tâm mình ở trong ngã thiền như vậy, mình đắc được những tầng thiền như vậy, mình biết mình đã như vậy, mình có những cái tâm rộng lớn như vậy, đạt được những cái thành tựu về thiền, thì mình cũng phải biết rõ mình đang và mình có được những cái loại đó ha, là tâm rộng lớn. Rồi tâm không rộng lớn tức là tâm mình không có đạt được những cái tầng thiền đó, mà mình chưa chứng đắc được sắc giới, vô giới, thì tâm mình còn trong thuộc về dục giới. Thì mình biết tâm mình không có được những cái trạng thái đó, không có rộng lớn, thì được gọi tâm không rộng lớn. Cái gì con nghe rõ không? Alo. Nghe ha, ok. Rồi, số 11, tâm hữu hạn. Hữu hạn là tâm có cái giới hạn, trong phạm vi gọi là tâm dục giới, nó cũng gọi là tâm hữu hạn, tức là thuộc về dục giới. Là tâm mình chỉ có giới hạn tới đó thôi, tâm mình không có đi lên cao được, mình không có đạt với những cái tầng thiền, thì tâm mình được gọi là tâm hữu hạn. Rồi tâm vô hạn, tâm mình vượt lên tới sắc giới, vô sắc giới luôn, đạt tới cái cuối cùng của vô sắc giới luôn, và phi tưởng, phi tưởng luôn. Thì tâm mình đạt với trạng thái vô hạn. Rồi số 13, tâm có định, Samahitachitta, là tâm mình có được cái sự an định, có được cái sự mà định tâm, đạt với trạng thái cận định hay là an chỉ định. Thì như vậy tâm mình có định. Rồi tâm không có định, tức là tâm mình không có tập trung, không có những chi thiền phát huy sức mạnh, thì được gọi tâm không có định. Tâm mà ví dụ như mình tu tập thì là mình chưa đạt được những cái định, chưa đạt và có những chi thiền phát sanh được, thì như vậy tâm mình là chưa có định, tâm không có định. Rồi 15 là tâm giải thoát, quý mút tí chích tá, tâm giải thoát khỏi phiền não.
là khi nào mình đạt với một cái trạng thái mà tâm đã thoát ra được những cái phiền não, thì lúc đó tâm mình được gọi là tâm giải thoát. Rồi tâm không giải thoát là 16, là tâm mình không chưa giải được khỏi phiền não, vẫn còn bị phiền não tham sân si, đủ thứ những cái phiền não nó còn vẫn còn quấy đục mình ha, thì đó tâm mình chưa có thoát được khỏi phiền não. Thì như vậy đó là 16 cái cách để mà chúng ta quán tâm. Những trạng thái nào mình có như thế nào, mình quán như thế đó, mình thấy, mình biết rõ như thế đó. Thì như vậy đó gọi là quán tâm niệm xứ. Rất khó cho mình khi đạt với những cái đó thì phải nói là rất là khó. Rồi cái số 4 là pháp quán niệm xứ. Thamma nupassana satipatthana là pháp quán niệm xứ. Và quán sát ghi rõ, biết rõ các pháp đang sanh ở trong thân này của mình. Đây kia là pháp quán niệm xứ. Cái này lâu hơn nữa, sâu sắc, vi tế hơn. Pháp quán niệm xứ rất vi tế. Thì cho chúng ta biết là pháp quán niệm xứ nó có 5 cách, nào có 5 nhóm để mà mình quán. Tức là có 5 nhóm. Thứ nhất là 5 chướng ngại. 5 chướng ngại. Tham, sân, hôn thụy, tạo hối và nghi, hay là gọi là năm triền cái đó, năm chướng ngại. Thì có năm nhóm. Khi mà tâm mình có những cái triền chướng ngại là tham sân hôn thị tạo hối nghi, nó sanh khởi, năm cái này nó cản trở cho sự tu tập của mình ha. Thì khi mà nó có những cái chi pháp như giờ tâm sở tham, tâm sân, tâm sở hôn thị, tâm sở tạo hối, tâm sở nghi, nó sanh khởi, thì chúng ta phải quán được những cái này, phải thấy được, có thấy ra được năm cái chướng ngại này. Thì như vậy chúng ta thấy được chi tiết được những cái chi pháp. Thì như vậy chúng ta thấy là quán được những cái pháp, là pháp quán niệm xứ. Rồi cái thứ hai là ngũ uẩn thủ, tức là năm uẩn cho sự chấp thủ mà thành, là sắc thọ tưởng hành thức làm đối tượng cho chấp thủ, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn thức, nó là đối tượng cho cái sự chấp thủ, do cái sự tham ái chấp thủ mà thành những cái ngũ uẩn này. Thì chúng ta biết rõ như thế nào, biết rõ là một cách là thật rõ ràng ha, tức là ngoại trừ các pháp thuộc siêu thế thì mình không tính ha, siêu thế nó ra ngoài khỏi cái lĩnh vực của sự chấp thủ. Thì như vậy sắc thọ tưởng hành thức mà làm đối tượng cho sự chấp thủ thì được gọi là ngũ uẩn thủ. Mình phải nắm cho rõ, thấy rõ được các pháp này, sắc thủ như thế nào, sắc pháp sanh lên gồm có bao nhiêu thành phần cấu tạo nó, bao nhiêu cái kalapa là sanh khởi như thế nào, sự cấu trúc của mỗi một cái sắc pháp nó sanh lên có bao nhiêu pháp kia, chúng ta biết là do sự chấp thủ mà thành, nó tạo thành. Thì như vậy là ngũ uẩn thủ thuộc về pháp quán niệm xứ. Rồi số 3 là 12 xứ. 12 xứ là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, là 12 xứ này mình phải thấy thật là rõ ràng mới gọi là pháp quán niệm xứ. Và sắc xứ đối chiếu với là nhãn, và thinh xứ đối chiếu với tỷ, khí xứ đối chiếu với thiệt, vị xứ đối xứ khí xứ đối chiếu với tỷ, mà vị xứ đối chiếu với là thiệt, mà xúc xứ đối chiếu với thân, và pháp xứ đối chiếu với là ý. Thì như vậy là chúng ta có 12 xứ. Thì mình phải quán chiếu, phải trạch pháp, phải thấy rõ được các pháp như chân như thật, như vậy là 12 xứ. Rồi lên đến thánh giác chi, nó có 7 pháp giác để như là thành tựu sự giác ngộ, là niệm, trạch, tấn, hỷ, khinh, định, xả. Phải quán xét là tâm mình như thế nào, lúc đó mình có được cái thánh giác chi nào, xin hỏi chúng ta phải thấy rõ. Và đạt tới cái cuối cùng tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo, đó là chúng ta sẽ thấy rõ sự khổ, thấy rõ nguyên nhân sự khổ, thấy được sự diệt khổ và thấy được con đường đưa đến sự diệt khổ, và chứng ngộ được cái diệu đế này, chúng ta thành tựu cứu cánh giải thoát. Thì như vậy pháp quán niệm xứ chúng ta có 5 nhóm, 5 chướng ngại, 5 thủ uẩn, 12 xứ, thất giác chi và tứ diệu đế. Đây là gọi là pháp quán niệm xứ. Thì chúng ta thấy là tứ niệm xứ có 4 là niệm thọ, niệm thân, thọ, tâm, pháp, được phân tích cho chúng ta thấy rõ ràng ra từng nhóm từng loại ha. Không có phải là đơn giản để mình tu tập, phải học hành đàng hoàng mới được ha. Rồi bây giờ nói tới sự lợi ích của cái sự tu tập tứ niệm xứ này ha, là cho mình biết sự lợi ích của nó về niệm thân,
cái lợi ích của cái niệm thân là để thấy, hiểu rõ, thấu suốt chính xác về sắc uẩn. Tức là khi mình tu tập về niệm thân để cho mình thấy rõ được cái thân này, là thấy rõ được về sắc uẩn, đồng thời mình diệt trừ được sự sinh đẹp tưởng. Tức là mình diệt trừ được cái tưởng về cái thân là xinh đẹp, thân là mỹ miều, hấp dẫn, mê ly ha. Mình niệm thân thời gian mình sẽ diệt trừ được cái vụ này. Đó là cái lợi ích của niệm thân. Còn mình không tu tập niệm thân thì mình cứ thấy cái thân này đẹp ha, thân này xinh xắn, mỹ miều, cô này đẹp, của ông kia xinh, đủ thứ vậy ha. Thì khi mình tu tập niệm thân mình sẽ thấy được rõ thật sự nó chỉ là những thành phần cấu hợp, những cái ô uế 32 thể trược, những cái chất này chất kia nó kết hợp thành một cái gọi là sắc uẩn. Thì khi mình niệm thân mình thấy rõ được và mình diệt trừ được cái tư tưởng nó bằng trí tuệ thực chứng, và bằng một cái trí thực chứng mình rõ ràng, chứ không phải là mình tưởng tượng hay gì. Mình thấy như chân như thật, lúc đó trí tuệ nó phát sinh, mình sẽ thấy rõ được cái vấn đề nó như vậy. Thì như vậy sự lợi ích của niệm thân là cho mình thấu rõ được một cách chính xác về sắc uẩn và diệt trừ được cái sự mà xinh đẹp về tưởng. Rồi niệm thọ là để thấy, để hiểu rõ, thấu suốt về thọ uẩn, là thấu suốt về những cảm thọ nó như thế nào, nhìn rõ ràng như thế nào ha, mà mục kích nó một cách rõ ràng, và đồng thời diệt trừ được lạc tưởng. Đó là khi mình niệm thọ mình sẽ diệt trừ được cái tưởng tượng về sự an lạc hạnh phúc của thế gian này, mình diệt trừ, mình thấy rõ được ngay cả những thọ lạc nó cũng là khổ, bởi vì nó sanh lên rồi nó sẽ diệt mất, nó cũng là khổ. Thọ khổ là khổ, thọ lạc cũng là khổ, thọ hỷ cũng là khổ, thọ xả cũng là khổ, bởi vì tất cả các pháp hữu vi sanh là sanh diệt là vô thường, hay vô thường là khổ chứ không thể là vô thường là vui được. Cho nên khi niệm thọ để chúng ta diệt trừ được cái sự lầm tưởng về cái sự về lạc tưởng, về cái sự an lạc hạnh phúc, mong cầu sự an lạc hạnh phúc trong cái đời sống mà không an lạc hạnh phúc thì đó là một cái sự là vô minh, một sự thiếu biết của con người chúng ta. Thì vậy đó là niệm thọ có được cái sự lợi ích như vậy. Rồi niệm tâm để hiểu rõ thấu suốt về thức uẩn, thấy rõ thấu suốt về tâm như thế nào, mỗi một tâm nó sanh lên như thế nào, cái uẩn nó mỗi một tâm như vậy, sự cấu trúc nó như thế nào, nó trở thành một cái uẩn là do sự chấp thủ như thế nào, mình thấy rõ. Đồng thời nó diệt trừ được thường tưởng, nó diệt trừ được cái mình cho là cái tâm là một cái linh hồn thường còn bất biến này, cái nó thường thường nó hay bị rơi vào đó. Thì khi mình niệm tâm tới một độ nào đó mình thức, nó sanh lên nó cũng diệt mất chứ không có thường thiết như cái này ha. Thấy rõ thấu như vậy thì thức là vô thường, thức là không có thường, mình diệt trừ được cái sự thường tưởng, sự chấp sai chấp quấy về cái tâm, cho là nó là thuộc về giống như một cái linh hồn trường cửu bất biến ha. Và cho chúng ta sẽ thấy được rõ ràng như vậy. Rồi niệm pháp là để thấy, để hiểu rõ thấu suốt về tưởng uẩn và hành uẩn, thấy rõ được về trừ cái thọ ra, trừ cái thân thọ ra thì còn tưởng uẩn, mình thấy được rõ thấu suốt về tưởng, những cái gì mà nhớ lại tưởng lại những cái chuyện này chuyện kia, mình thấy rõ một cách mục kích rõ ràng về tưởng uẩn và hành uẩn và những pháp còn lại, thấy rõ hết tất cả thuộc về pháp. Và đồng thời mình diệt trừ được ngã tưởng, diệt trừ được cái cho rằng đây là ta, đây là của ta, vân vân, thì chúng ta sẽ diệt trừ được do nhờ mình niệm pháp, mình thấy rõ được như vậy. Mình diệt trừ được những cái mà ngã tưởng, ngã sở tưởng, không còn có cái ta trong cái vụ này nữa. Thấy rõ mổ xẻ, cái gì mổ xẻ mục kích ra hết tất cả, từng chút ha, mình thấy rõ hết được như vậy. Thì như vậy khi mà niệm pháp thì sẽ diệt trừ được ngã tưởng, niệm tâm thì diệt trừ thường tưởng, niệm thọ diệt trừ lạc tưởng, và niệm thân diệt trừ sinh đẹp tưởng. Thì khi mình tu tập về tứ niệm xứ thì mà tới mức độ mà chín mùi, chúng ta sẽ thấy rõ như vậy và diệt trừ được một cách rất là tự nhiên, rất là trí tuệ sáng suốt ha, do cái tu tập về thân thọ tâm pháp. Rồi tiếp nữa thì ta cho mình biết là niệm thân, niệm thọ, hai cái chung ha, niệm thân, niệm thọ là để diệt trừ tà kiến và ái dục thô.
Khi niệm thân niệm thọ thì nó diệt trừ được tà kiến, mình không còn bị dính mắc vào những cái kiến chấp sai lầm ha, thì mình không còn chấp đây là ta, đây thân này là của mình ha, thân này là do thượng đế sanh ra vân vân, thì mình hiểu được rồi, mình không còn bị dính những cảm thọ ái dục nó về thuộc về thô đó, mình cũng thấy rõ luôn, diệt trừ được luôn. Rồi niệm tâm niệm pháp diệt trừ được tà kiến và ái dục vi tế. Thì khi mình niệm tâm pháp nó vô nó sâu nó vi tế hơn, thì chúng ta sẽ diệt trừ những cái kiến chấp sai lầm về chấp hữu, chấp sắc giới và vô sắc giới vân vân, và những cái ái dục vi tế mình sẽ diệt trừ được hết. Thì như vậy niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp sẽ diệt trừ được từ thô cho tới tế về những tà kiến và những ái dục thô và tế. Nếu mình không tu tập về những cái này thì vô phương, không cách gì mà chúng ta mà thành tựu được cứu cánh giải thoát. Cho nên khi chúng ta tập thì mình tập từ pháp tương tự, mình tập từ từ, mình cứ tập niệm thân trước, từ nó quen thuần thục, cái trí tuệ nó phát sanh thì tự động chúng ta sẽ phát triển cái sự mà diễn tiến về cái tu tập của mình đi theo là thân thọ tâm pháp, đó là như vậy. Rồi cũng trong cái tứ niệm xứ có một cái bài kinh trong cái tứ niệm kinh đó, gì nó nói về con chim ưng. Đức Phật giảng về cái kinh này về con chim ưng cũng rất là thú vị. Thì Đức Phật kể là xưa đó có một cái chim, con chim ưng nó những nó chim ưng quý vị chắc biết ha, con giống chim đại bàng á, biết phải chứ, nó là chim đại bàng á. Nó thình lình nó bay xuống nó chụp lấy con chim cút. Nó vô nó chụp con chim cút. Con chim cút bị con chim ưng quặp lấy hai cái móng vuốt nó chụp chim cút bay lên trời. Con chim cút nó buồn bị chim ưng bắt nữa, nó khóc. Nó khóc than. Rên rỉ nó than này là bất hạnh cho tôi, thiếu công đức cho tôi ha. Vì rằng tôi đã đi không phải chỗ hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người khác. Con chim cút nó vậy, nó tại vì nó không đi vô đúng cái chỗ của nó mà đi vô chỗ người khác. Nếu mà nó đi đúng cái chỗ của nó đó, thì đi đúng trong hành xứ của nó hoặc là hành xứ của cha mẹ đó, thì cái con chim ưng này nó không thể hơn được tôi. Nếu mà phải đánh nhau thì chưa chắc nó hơn được tôi. Nó nói như vậy thì cái con chim ưng nó nghe con chim cút này láo quá ha, thách thức nữa như đó, nó chỗ mà chỗ hành xứ của mày là chỗ nào. Con chim ưng nó nói với chim cút là cái hành xứ của mày là cảnh giới của cha mẹ mày là chỗ nào. Thì con chim cút nó mới nói là trên cái vạt đất á, cái vạt đất mà được cài xới lên đó, là cái chỗ đó đó, là cái chỗ nhà của tao, chỗ trú của tao. Thì cái con chim ưng này nó mới nghe nói vậy, nó mới nhả cái chân ra, nó không có siết con chim cút này nữa. Nó không có cái bóp con chim cút lại. Rồi nó mới thả con chim cút lên cho đó. Chim ưng nó nói là nó sẽ thả, nó thả chim cút này. Thì con chim ưng nó thả con chim cút đến cái chỗ mà cái vạt đất mà được cài xới lên như này đó. Rồi con chim cút nó leo lên hòn đất đứng trên đó. Giờ nó ngon lành ha, nó được thả ra là ảnh ngon lành, ảnh chút xíu mà ảnh cũng ngon lành lắm ha. Rồi ảnh đứng đó, ảnh mới nói chim ưng hãy đến đây với ta, đến giống như thách thức, đến đánh với ta ha. Thì con nghe con chim cút kêu nó như vậy, nó nổi máu xương thiên, nó điên lên, nó tức điên lên. Nó từ trên cao nó siết mạnh cái sức mạnh của nó xếp hai cánh nó bay xuống để nó chụp con chim cút mà. Thì con chim cút thấy con chim ưng bay xuống vậy ha, bay mạnh xuống vậy, con chim cút nó mới nhảy thun cái vạt đất á, nó núp xuống dưới cái đất được cuốn được xới cài lên á. Thì chui trốn đó, thì con chim ưng bay xuống chụp hụt, chụp hụt thì đập ngực xuống cái vạt đất đó, chết ngắt luôn. Thì như vậy con chim ưng bị bể ngực luôn, bị té bể ngực chết. Thì đó là cái câu chuyện mà Đức Phật nói là cái ví dụ như là một người mà tu tập như vậy, đi tới cái chỗ mà không phải của mình đó, đi không phải trú xứ của mình, đi tới người khác, trú xứ của người khác, cảnh giới người khác đó. Thì như vậy cũng giống như cái con chim cút này vậy đó, đi bậy bạ là bị ma dương nó bắt.
hay bị ác ma nó chụp lấy. Thì cái Phật mới giảng như thế nào gọi là mình đi không phải cái chỗ của mình, không phải hành xứ của mình. Thì Đức Phật nói là năm cái dục, tức là sắc thinh khí vị xúc, mình cứ thả cho cái tâm mình cứ chạy theo những cái dục vọng như vậy. Mắt bắt cảnh sắc, tai mắt cảnh thinh, mũi nghe, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thỏa thích hưởng thấy những cái dục lạc khả ái khả hỷ đó. Thì chỗ này là cái chỗ không phải của mình, mà mình thả cái tâm mình giống như cái dương cúc, mình đi ra khỏi hành xứ mình đó, thì sẽ bị ma dương nó bắt. Cho nên Đức Phật dạy là cái chỗ đó không phải cho mình, hành xứ không phải chỗ mình, mà hành xứ chỗ của mình đó, chính là tư niệm xứ, tức là quay về cho chúng mình. Hành xứ của mình chính là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tức là Đức Phật tuyên bố ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu quá đời, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên các tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiếp tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu quá đời. Này các tỳ kheo, đây là chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Đó, Đức Phật tuyên bố cho chúng ta thấy rằng đây chính mới là hành xứ của chính mình. Rất là tuyệt vời trong cái bài kinh về con chim cút, cho chúng ta thấy rõ là nếu mà chúng ta buông ra một cái đi theo sắc thân nương vị xúc là chúng ta sẽ chết, vì chúng ta đi lạc ra ngoài hành xứ sẽ bị ma dương nó bắt ha. Cũng như chim cút đi lạc ra khỏi hành xứ sẽ bị con chim mưng nó vô nó chụp lấy. Nhưng mà nếu ở trong hành xứ mình thì mình sẽ chiến thắng được ma dương, sẽ thoát khỏi vòng tay của ma dương. Đó là cái tứ niệm xứ, đây là một cái con đường duy nhất để chúng ta thoát khỏi vòng tay của ma dương, rất là xa thước trong cái bài kinh hôm nay. Rồi thì như vậy là chúng ta đã học xong hôm nay là bài kinh về tứ niệm xứ, đầu tiên là chi pháp về tứ niệm xứ ha. Rồi, do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được an vui, sức mạnh, sống lâu và sớm có thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo Nam mô Sa Di Đà. Rồi tạm biệt lại cho mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Bảo Nam mô Sa Di Đà, Nam mô Sang Khai Giá. Chúng con thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Chúng con kính chúc thầy luôn được an vui. Con kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi nghe pháp. Uttamange na vandeham padapan sumvaruntamang punthe yokalito doso puntho kamatutang mamang. Uttamange na vandeham thamman chatuvithang varang thamme yokalito doso thammo kamatutang mamang. Út tập măng ghê na văn đề hăng sẵn khăn cho tu quý thốt tập măng sẵn khê yô cá lý tu đô sô sẵn khô cá mắt tu tăng mắt măng. Chúng con thành kính cung thỉnh sư Phước Sang để chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để tròn đủ phước báo ạ. Dạ, thưa sư không có cầm mic được, để con xin hồi hướng ạ. Y đằng nô nhà tì đằng hồ tước sư kỳ tà hồn tước nhà tạ nhô, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quá tập mê bùn nhân á xà quá cắt già quá hằng hồ tước, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng nô bùn nhân nipanasapachayo hộ tướng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Nam mô Buddhaya, buổi học đã kết thúc, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức, chúng con kính tri ân quý ngài đã thân tâm an, kính chúc quý ngài thân tâm luôn an lạc, tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành như ý nguyện. Chúng con thành kính tri ân thầy kinh, chúng con thành kính tri ân đạo tràng, kính chúc tất cả được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Chúng con kính mời đạo tràng trở lại sinh hoạt với thầy kinh vào mỗi thứ sáu hàng tuần từ 4:30 đến 6:30 sáng giờ Việt Nam. Con kính chào.